với N, N, ok N. Quá N. Sơn. Control. Okay, bar control nào đây. Các bạn đợi tí nhá, mình đang khá là vất vả trong việc là làm quen những cái nút mà mình chưa biết. Kép ASD, XV, ZC, SPAC, N, đây, SPAC, N, VH, ATTACK. Âm thanh nghe buồn cười à? Như chuột kêu rồi. N, BH, N, BH, SPAC, Control, Left Shift, Z, XC, vậy rồi, đó tất cả những nút. Đại khái như vậy nhá, các bạn hãy cố gắng học thuộc những nút này để chơi game cho nó dễ nhất xem nào. Chọn N, Ma Control, Game Command, Option, Screen Setting. Ok, mình sẽ chơi ở cái chế độ đó, cửa sổ luôn. N, phát nữa. Giờ thì vào game nào. New Game. Save to this slot, ok. Select audio language English thì mình chọn. Chọn tiếng Nhật hay tiếng Anh nhỉ các bạn nhỉ? Đây là game của Nhật Bản, cho nên là hay là thử tiếng Nhật lần cho biết nhỉ? Trước giờ mình toàn chọn tiếng Anh. Tiếng Nhật xem thế nào. Select the language for the test. Rồi, test thì mình chọn tiếng Anh. Name. Game âm thanh nghe bựa rồi. Mana no chikara niyotte shinka shita bunmei ga. Với cái giọng thuyết minh kiểu này thì mình nó làm mình nhớ tới một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng của Nhật Bản, hãng Ghibli đó. Có lẽ Ghibli, có lẽ các bạn cũng biết hãng Ghibli nhỉ. Nó gắn với tuổi thơ rất nhiều các bạn trẻ chỉ định. Đó là cái phim Nausicaa, công chúa thung lũng gió. Nếu rảnh thì các bạn có thể search qua phim đó và coi thử, rất là hay. Cũng có cái giọng thuyết minh kiểu như thế này. Bây giờ thì sao để tua? À đây được rồi. Spike Bender các bạn. Hồi tưởng thì cũng được thôi. Ui, chiếc thiết kế nhân vật trông bạm trợn thế nhỉ? Anh em này nhìn khá dễ thương. Nhìn nó có thể nhận ra ngay đâu nhân vật chính đúng không? Đầu tóc rất là kỳ lạ, trang phục còn kỳ lạ hơn nữa. Còn những nhân vật phụ của thiết kế tương rất là đơn sơ, giản dị. そうだよ。村の掟じゃここに来ちゃいけないのに。何でもお化けが出るとか。スパイク、スパイク。お。いや、じゃあ、どうだい? Không biết ấn nút nào để mở cái bản đồ nữa. Mình nhớ chạy theo các bạn ạ, đường cụt rồi. Chúng ta chỉ chạy được dưới cái rãnh nước thôi. Chỉ có đường sang bên trái thôi. Đó, có rồi nào. Quyết lý. Ôi kìa, làm gì đó? Còn đường cụt thôi các bạn ơi. Thế nào? Ấn được nút gì không nhá? Sao ta? Nó nào là qua đoạn này ta? Mình ấn chẳng được nút nào cả. Ok á. Ơ, bế tắc nhỉ? Này nào để làm thế nào để qua ta? À
đấy, vãi trưởng cái đường lên thật sự chứ. Càng nét rồi, mỏ mãi ra đây rồi. Rồi chúng ta sẽ có cơ sở hơn. Hả? Nghe cái gì? Ô, thanh kiếm. Đây rồi, đây chính là mấu chốt của vấn đề đây. Con lắng ra là xuống dưới mà lấy nhỉ? Có đường xuống, à đây, đường xuống rồi. Mura wa kocchi no hou da na. Mấu chốt của câu chuyện đây, chúng ta rút được thanh kiếm con rời nào đó, chúng ta trục xuất khỏi làng. Đúng kiểu nhân vật thiết kế của Nhật Bản đúng không nào? Mắt rất là to. Và cái trang phục và đầu tóc thì không thể lẫn đâu được. Nhân vật cạnh nào đó nhìn rất là dễ thương. Đây rồi, nhận được kiếm rồi. Ấn chuột phải sẽ nhanh hơn các bạn, dí chuột phải. À, chúng ta có thể cắt được những này để mở đường các bạn. Mê lang nha. Con quái thiết kế rất là dễ thương, rất là cute đúng không ạ? Ăn thôi, không chém chết nó được. À chết rồi anh. Anh nó đỡ mình. Mày đỡ tao à? Mày đỡ tao. Ơ, kẹt đường, à đây. Chém mấy cái hoa đi được. Mày ơi, mày ơi. Mày ơi, mày ơi. Con trâu nhỉ? Phải bé như lông mũi cũng chém mãi nó mới chết. Mà chúng ta sẽ đi đường nào ấy? Xí xí gì? À, đường này bị chặn rồi. Chúng ta phải đi xuống dưới các bạn. Mày hả bấy? 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 Mày. Ok. Ơ, cái hòm. Vãi trưởng mở hòm phong cách. Ơ, con này đâm phát chết luôn nhỉ? Ok, crit phát rồi. Chết luôn con thỏ. Mày. Chơi kiểu này là mình nhớ tới mấy tựa game cày kéo level. Như này vừa đầu chúng ta cứ ra ngoài cầm tay không đấm thỏ các kiểu. À, candy thì được kẹo. What the fuck kẹo. Ơ, còn nữa này. Mở hòm phong cách. Không thể lẫn vào đâu được. Được rồi, về đến làng rồi. Ủa, chưa à? Sao lúc chém được mười mấy máu phát, lúc chém được có một máu nhỉ? Bắp. Ai mà cắn. Con thỏ này, đấy nhá. À, ôi, đâm phát. Ôi. Đúng vậy. Ui, ba con luôn. Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Ê, nó cắn. Nó cắn, nó cắn. Ê, nó cắn. Mày, 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 mày. Kì nhỉ, lúc chém nó mạnh, lúc chém nó yếu. À, lên level 2 đấy các bạn. Không biết có hệ thống skill không? Hy vọng là có. Để cho cuộc phiêu lưu chúng ta đỡ nhàm chán đúng không ạ? Chúng ta sẽ nâng gấp những nhân vật chúng ta lên. Còn đồ mình không có à, chúng ta chỉ có cái thanh kiếm gỗ thôi. Đi nào. Về làng nào.
Hành trình về làng chúng ta toàn thỏ mà những con gì không. Đây rồi, gặp già làng. Hello. Ôi à. Chà nai ka. Saki tak nan. Ôi à. Nan da ka. Ok, I know. Oh, chào em gái. Ok. Chả có gì nói với mình cả. Ra làng, ra làng. Baka theo tiếng Nhật hình như là ngoài là thằng ngu. Ấy, nó đánh mình. Ê. Nó đánh mình các bạn ạ. Đất. What? Ôi, kiến to đấy nhỉ. Ôi. Mày. Con kiến to nhỉ. Ôi trời, đánh như đắc suộn. Ôi, cái gì đấy? Vãi trưởng, nó có skill ạ. Mình đã bị ngất à? Ngất lâu vậy? Sợi. Ôi, acid dính cước rồi. Ây ạ. Mày. Trên nó nhảy nghe buồn cười. Sợi ơi. Có cái gì đấy? Skill của nó chết rồi, mình chỉ chịu được khoảng tầm một hit nữa thôi. Gì đấy? À, chém chết nó rồi, hay quá. Có cái tổ kiến ngay trên làng. Chúng ta đã hạ được con kiến đó. Win rồi, yeah. Được rồi, đây đấy nhá. Đó chỉ là hành trình chúng ta đến với cả việc bị trục xuất khỏi làng thôi. Còn hành trình giải cứu thế giới như thế nào thì các bạn hãy tự mình trải nghiệm nhé. Như vậy là mình hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game đó là Secret of Mana. Chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel, like và Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.